Thưa quý vị, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội, thành phố Đà Nẵng tuy gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt không ít thách thức. Trong đó, việc làm thế nào để tận dụng và phát huy những điểm mới của mô hình chính quyền đô thị, tạo ra sự năng động, tinh gọn cho bộ máy, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ khi thực hiện nhiệm vụ, chính là yêu cầu đặt ra khi thực hiện thí điểm lần này. Một trong những điểm nổi bật của mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, đó là Ủy ban nhân dân cấp quận phường hoạt động theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng. Người đứng đầu cơ quan tổ chức có toàn quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan tổ chức do mình quản lý. Điểm mạnh của quy định này chính là công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp trên đối với cấp dưới trở nên trực tiếp hơn, giảm tải các tầng nấc trung gian, nâng cao tính chủ động của cơ quan hành chính và trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Thì cái việc đó chúng ta phải tuân thủ theo chế độ thủ trưởng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Và tôi thiết nghĩ là trong chính quyền đô thị này chúng ta thực hiện nó nghiêm, nó đúng theo quy định thì nó góp phần để xây dựng phát triển xã hội nhanh hơn, bền vững hơn, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, có một số vấn đề lo ngại đặt ra khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đó là việc không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận phường sẽ làm giảm hiệu lực giám sát tại địa phương hoặc xảy ra tình trạng chuyên quyền độc đoán khi thực hiện chế độ thủ trưởng. Chính vì vậy, ngay từ lúc xây dựng mô hình thí điểm đến khi triển khai vào thực tiễn, thành phố Đà Nẵng đã có sự phối hợp tích cực với các cơ quan trung ương để thống nhất quy định về các nguyên tắc dùng, đồng thời chủ động xây dựng các quy chế cụ thể chặt chẽ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp quận phường. Trong đó ưu tiên hàng đầu chính là bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Bây giờ cơ chế thủ trưởng rồi, nhưng mà không được bỏ quên cái nguyên tắc tập trung dân chủ trong cái hoạt động của chính quyền đô thị. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cái vị trí việc làm theo quy định để tránh chồng chéo, tránh cái tình trạng là một người thì làm rất nhiều việc, một người thì thiếu việc để làm, thì cái này là tuyệt đối. Và chúng ta chỉ có cách là chúng ta phân công và giám sát cái trách nhiệm thực hiện của cán bộ công chức không. Bên cạnh đảm bảo chấp hành nghiêm quy chế làm việc tại Ủy ban nhân dân quận phường, thành phố Đà Nẵng hiện đang tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp thành phố, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội liên quan trong công tác giám sát và phản biện, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ giải phóng được các nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của địa phương trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị.